Ngày Chủ nhật thời Covid đi cà phê thì hơi ngán, nên mình quyết định đi thăm vườn cây để xem có thu hoạch được gì không. Nhân tiện mình sẽ ghé thăm cái hồ beta thủy sinh ngoài trời của mình luôn. Mấy cái cây xoài này lớn quá là nhanh, hình như mới trồng đầu khoảng trên dưới một năm mà hiện giờ đã có trái rồi đây. Rất tốt. Cây bưởi kỳ này cũng khá hơn. Mấy lần trước mình lên sâu nó ăn hết lá, nhưng kỳ này lá phát triển được như vậy cũng đáng mừng rồi. Đã nhất là mấy cây chuối đây các bạn. Bốn buồng chuối. Năm buồng chuối. Khu vực này quá mát. Lên nghía cái hồ cá coi. Lên dỡ cái miếng ấy ra coi Dũng. Hồ beta thủy sinh bỏ hoang của mình đây. Coi thử mấy em cá trong này sinh sống ra sao. Rất đẹp. Dỡ cái miếng lưới này coi. Môi trường rất là tuyệt vời. Nhờ có rong bèo nhiều. Ôi, có con cá này đẹp quá trời nè. Rong phát triển rất là tốt. Cái này có cám. Ôi, bỏ mấy cọng rong đi xuống này, mấy cọng rong này bị dít lên hết rồi. Kỳ này những em beta thỉnh thoảng được ăn cám. Có nhiều quá, ít thôi. Con cellophane này lên màu đẹp nè. Ôi, rồng đẹp quá. Rồng phát triển cực kỳ tốt luôn. Ôi dạ, nhánh tùm luôn. Vàng rồng quá là đẹp. Đây, một em cellophane tăng trô gì đây. Đầu đỏ rực. Kỳ này có vẻ như có một vài con lột tốt đó các bạn này. Những em cá màu xanh trong cái hồ này đẹp hơn sức tưởng tượng của mình nghĩ đó các bạn. Mình kỳ này lên đây mình khoái nhất là cái vàng rồng, phát triển quá tốt. Chuyển qua coi mấy cái vàng cá thịt bên này đi. Wow, cá tra nước dơ dưới gì. Wow, wow. Bơm thêm nước vô, bơm thêm nước vô cho nó tràn bớt ra. Cá tra thì nó cũng không đi đâu. Còn cái hồ nãy nuôi gì? Không thả về con gì đây? Thả cá trê, còn cá này thì cứ để im đi. Cái này đâu ai thả chi? Cái hồ đó do bữa nồng nọc nhiều quá, không cách nào làm hết, bỏ cá trê cho nó quy gì hết. Tuyệt vời các bạn, học hồ cá này phải nói là tuyệt vời. Ở đây nha các bạn, chính là khu nuôi cá nhà mình. Để coi. Đương nhiên là mình không thể đem những cái em beta đang farm ở đây đi được rồi. Cá bầy cũng không luôn. Có lẽ thứ này được đây. Bảy màu rồng tím đã bị nhiễm. Cá này hiện mình đang dư rất là nhiều. Lâu nay mình đã ngưng cho đẻ rồi, nhưng hồ này vẫn đặt nạt. Ngoài ra thì đây, hết chỗ nên mình phải nuôi tạm trong những cái thao nhựa nhỏ xíu như thế này. Mình sẽ cho hai bầy này đi để cho nó trống trải chỗ này, và cũng cho mấy em cá này nó thoải mái hơn một chút đi, để như vậy khá là tội nghiệp. Hồ này thì cần phải cho đi để nhường cái không gian này lại nè, để nuôi những cái bầy beta bột mới của mình. Chỗ này là cái chỗ mỗi ngày có ánh nắng mặt trời khoảng nửa tiếng, nó là cái chỗ nuôi cá bột lý tưởng nhất trong khu nuôi cá của mình nè. Mình đang có sẵn bo bo ở đây nên chiêu đãi cho mấy em một bữa rồi cho nó đi. Khí thế luôn. Cho mấy em này ăn ké cho các bạn thấy nè. Hồ này dày quá, cá lớn không nổi luôn. Mình cho bài này đi trước đây. Xong rồi đây. Nhiều đây chắc khoảng 200 em. Mình đã quay lại với hồ beta thí sinh, và bây giờ là thời khắc quan trọng đây. Những em cá bảy màu sẽ được về nhà mới, còn những em beta sẽ có thêm những người bạn mới, những người hàng xóm mới. Mình sẽ cho bạch đầu tiên xuống góc hồ này. quá vui. Bịch thứ hai xuống góc hồ này. Tình hình là mấy em beta chào đón mấy em bảy màu khá là thân thiện. Bịch cuối cùng em cũng gấp hồ này. Rồi mình đi xem lại một vòng luôn. Khá là thân thiện. Hy vọng là những em bảy màu mới này sẽ hòa nhập tốt với những em beta trong cái hồ beta thí sinh này của mình.